Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quý Thành. Ngày hôm nay hơi chán nên là tụi mình sẽ quyết định đi cắm trại và ở đấy cạnh đấy có rạp xiếc thì tụi mình sẽ xem xiếc luôn. Một công đôi việc. Không biết là có chuyện gì đáng sợ xảy ra không, nhưng mà anh thấy tự nhiên hôm nay thì có điểm điểm gì đấy các bạn ạ. Lúc nào mà chẳng có điểm, các bạn nhớ nút like rồi đăng ký kênh và xem quảng cáo nha. Còn bây giờ đi xem chuyện gì đáng sợ sẽ xảy ra với Bê Quý Thành và ông nhận đi thôi. Nhớ bảo kê Bê Quý Thành và ông ấy đi theo luôn. Bạn nào là fan Bê Quý Thành đừng quên qua theo dõi follow kênh TikTok của Bê Quý Thành nha. Đây, A96 Thành BQ, nhớ qua bấm follow nha. Link mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận, các bạn có thể bấm vào đấy để follow mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ông ơi, ơi, nào mình cùng lên xe buýt, nào mình cùng đi chơi nhé. Chúng ta sẽ đi xem xiếc các bạn ạ. Lâu lắm rồi chưa được xem ảo thuật ra tài ba biểu diễn các bạn. Thế sao có hai người thế này đi xe to thế? Ê mọi người, không sao, không ai dám đi xem xiếc của tụi mình thế. Alo, bạn nào muốn đi nhớ bấm đăng ký kênh, bấm like video, bình luận ở dưới nha. Nhìn cái xe nó điều hưu quá. Nhìn không tin tưởng lắm các bạn. Bạn kia đứng im không y li 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 này không gì. Không đi à? Trời ơi, xe khoai đứa tôi. Ôi, xong rồi. Ui ôi, cái gì đấy? Không biết. Rồi, ông ơi, mỗi đứa làm cái ba lô to như cái đầu ạ. Ôi, đi đâu đấy? Ê, có mấy bạn kìa. Ô, con quạ, à, bác con quạ. Ê, con quạ, chim gì mà ngu thế, bình thường là gặp là bay rồi các bạn, chim này không bay luôn. Chim lưỡi cánh ạ. Đây, có mũi tên nè. Bạn ấy bảo xin gì đấy? Xin chào, rất vui được gặp bạn đến với chuyến cắm trại của chúng ta ngày hôm nay. Đi thôi. Đấy, có bạn mà, có người đứng đây đợi mình, chắc đây là người dẫn đường cho mình đấy. Rồi, mọi người đang rất là vui. Đây rồi, đến chỗ khu lều rồi các bạn ơi. Wow, nhiều trại quá, lâu lắm rồi đi cắm trại. Ôi, bảo đi xem xiếc thôi, dẫn đi cắm trại này. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu kể những câu chuyện kinh dị bên cạnh đống lửa trại. Câu chuyện gì ư? Chuyện gì? Kể đi. Hãy dừng lại việc làm kẻ thua cuộc đi, Bê Quý Thành ạ. What? Cái gì? Bê Quý Thành là kẻ loser. Nào thì thua ông, anh đủ nó ngã ngửa được không ạ? Đấy, ghê không? Bọn này nó đang kiểu chế giễu Bê Quý Thành ấy. À, dám khen Bê Quý Thành đẹp trai à? Cày thế nhỉ, các bạn nhìn đến đây bị thương nó chỏng ngoái, cày lắm rồi ốc ạ. Sao không chỏng ngoái ốc này? Cái bạn áo hoa này nói là ok mọi chuyện. Cái gì đấy? Hả? Cái gì đấy mấy đứa? Lóa lên một cái gì đấy? Bảo đi cho đi chăm xiếc xong cuối cùng lại dẫn vào đây đi cắm trại các bạn đã, xong kể chuyện ma xong còn trêu mình cái cay thật. Đang kể chuyện ma một nhóm người đi cắm trại vào cuối tuần nha. Okay. Rất là ghê nha. Ghê thế. Rồi là đã không ra khỏi lều vào 12 giờ đêm. Bích ao xa. Nó hét lên. Mình không hiểu gì. Các bạn ạ, mình để xem mình cái từ bích là cái ông ơi, nó vừa lột đồ. Bích là nhìn trộm các bạn ạ. Cái gì đấy, lột đồ cái gì? Không, nó lại mặc đồ vào rồi các bạn. Mặt nó có vẻ khiếp. Ê, quá rồi. Nó như thế cái gì đấy rồi, nó như thế cái gì đấy rồi. Đâu cái gì đâu? Ở trong màn đêm. Cái đứa áo xanh này nó mặt nó ghê không? Nó bảo nó không nói dối đâu. Bộc phẹt ít thôi, đừng có dọa trẻ con. Chỉ dọa ốc thôi nha, đừng có dọa tôi. Đó thật sự là một vấn đề. Vấn đề gì vậy? Rất là vấn đề, đó chính là vấn đề. Vấn đề về những vấn đề rất là vấn đề. Ok, mình phải đi tìm nguồn nước thôi các bạn ơi. Khát nước quá rồi à? Ừ, đúng rồi. Đừng làm gì ngu ngốc nha. Trong khi nó đi counselor này là gọi là người giám sát hay sao ấy. Đi sẽ đi lấy nguồn nước. Đi kiểm tra hả? Đâu ấy, đi theo xem nào. Đúng rồi, đi theo nào. Ê, tối quá. Ô, thôi đừng. Không đi được, bên này không đi được. Cho ốc đi đi các bạn. Có con gì nó bắt thì bắt ốc chứ đừng bắt mình. Người đẹp trai như mình mà bị bắt thì tiếc lắm. Sợ quá, bạn kia bảo là mong là sẽ đi nhanh thôi, đừng đi lâu. Cái gì đấy? Sấm chớp. Mưa rồi. Vào lều ốc rồi. Đây, em đi vào lều rồi. Ê, bên hành vào lều khác em à? Em ở lều nào đấy? Đây này, lều này nè. Đó. No, cái gì đấy Bê Quý Thành ơi, anh mất máu gì đấy? Kì ơi, lều cháy các bạn ạ. Ê, cháy cả lều các bạn ơi. Tôi sắp chết toi rồi này. Hay mưa rơi vào mất máu. Đâu, không phải đâu, ở trong lều là mất máu đấy các bạn ạ. Lều, ông gần đi rồi kìa. Sao thế nhở? Em chui vào lều à? Ừ. Chui vào lều chết đấy các bạn, lều nó cháy kìa là. Rồi, lều tắt. Ê, ông ơi, may quá em còn sống à, em còn sống. Em còn sống. Tưởng em ngỏm rồi. Anh ấy bảo gì ấy? Tự nhiên trời lại mưa. Ê, bạn kia lấy nước về rồi. Ôi, bạn ơi, nước đâu?
tí nữa thì tôi không được uống nước của bạn ấy, bởi vì tôi sắp hẹo ấy. Đứa nào đấm vào mồm nó sao nó chảy máu mũi nó bên nó hỏi là bị thế nào đấy, nó bảo là nó sợ quá, nó không biết phải làm gì, tôi không biết là đã làm gì nữa, tôi không muốn cắm trại ở đây thêm một giây phút nào nữa, tôi muốn đi về. Tôi cũng thế. Tôi đúng đồng ý với bạn là chúng ta nên đi về. Đúng rồi, chúng ta nên đi về đi. Nước ủng gì tầm này. Đúng rồi đấy, bên cạnh nói thế. Ơi và cái bạn này bắt đầu khóc. Ôi bạn ơi đừng khóc. Không có gì mà phải khóc. Chết thì thôi. Hồi sinh mất mấy chục robot thôi. Không đâu, đây trong game tôi khóc. Bạn ơi đừng tin ông. Ông đúng là đồ giá bạn con gan bạn ạ. Bạn phải tin tôi, các bạn phải tin tôi, chúng ta phải đi về đi. Tôi cảm thấy ở đây không ổn. Chúng ta cần phải đi ra khỏi đây nha. Đúng rồi. Cái gì kia? Có một cái rạp xiếc. Rạp xiếc ở quanh đây hả? Chắc là okay. Cứ tưởng bạn ấy khóc rồi, không có gì phải khóc nha nhóc. Khóc gì lớn rồi, khóc nhẹ chè thiu, có lưu một tí à. Ok, chúng ta hình như sẽ đi theo cái người mặc áo hoa này để đi đến cái rạp xiếc. Ok, nói chung là không được đi xem xiếc, cắm trại gặp mưa rồi cuối cùng đi vào rạp xiếc các bạn ạ. Thật là ảo ma Canada, Australia, Liên bang Nga, Bồn Đào Nha. Đúng rồi, mọi thứ đã hỏng hết cùng với cái lửa rồi. Đúng rồi. Ốc thì chỉ muốn đi về nhà thôi, không muốn đi tiếp nữa. Rồi, em nhát gan sẽ... Tôi tìm được một cái, có lẽ chúng ta sẽ tìm được cái điện thoại các bạn để có thể liên lạc với bố mẹ của chúng ta, để bố mẹ đến đón chúng ta. Bố ơi, mẹ ơi, cứu con, các bạn ơi, cứu chưa tớ. Chưa có điện thoại mà. Ê, cái gì mắt đỏ đỏ kia? Cây có mắt. Ui, cái gì cái đây? Cây có mắt. Chúng ta phải ở gần nhau. Đúng rồi. Ui, cẩn thận đấy. Nếu mà chúng ta bị lạc, nó sẽ chết toi đấy. Đúng rồi, bật đèn lên soi đi. Soi mắt tớ làm gì? Soi được. Mẹ thương ạ. Ốc đi trước đi, anh đi sau, anh sợ quá. Ê, có bẫy. Thì bẫy hả? Chắc là thợ săn người ta bẫy gấu thôi. Really nigga. Có bẫy nha các bạn ơi. Bẫy mạng nhện các thứ à. Ủa bạn kia đi vào chỗ bẫy rồi. Ê bạn ơi, cẩn thận bạn ơi. Mình chưa được đi à? Chưa. Ê bạn đi mất rồi. Bạn đang đi thám thính. Ok. Bạn đi thám thính trước thôi. À không có gì. Bạn ấy không bỏ mình đâu. Đi theo bạn này. Ok. Nguy hiểm quá các bạn ạ. Giống một cái bè pha là cụt chân. Ui dồi ôi, đây là cái gì vực sâu, dưới này toàn mạng nhện thôi. Ui. Gì đấy? Gì đấy, có bên kia à? Ờ. Chưa. Xin vĩnh biệt cô. Ông ơi. Tèo. Người em ốc cực kỳ gốc rơi xuống. Cái gì đấy? Tổ ong đốt bạn anh! Ong đốt! Ong đốt tôi! À. Mình hồi sinh, lấy hai mạng các bạn ạ. Ông ơi! Có ong ơi, chạy đi ông ơi! Đi vào hang này! Đâu mọi người đâu? Vào hang! Mọi người đâu? À, vào hang nhìn lên! Con ong đốt! Ôi dồi, đây rồi! Các bạn ơi! Sợ quá luôn nè! Sợ! Ê, dưới này có gì nhỉ? Sâu lắm! Ôi kia kìa! Sao mọi người nhảy hết xuống dưới đấy? Nhảy đâu mà nhảy, nó cầu hỏng. Chết à? Không chết nhưng mà cũng gọi ngất. Ngất hết dưới này rồi. Thế sao anh ở trên này? Tôi hỏng rồi, thì anh muốn chơi một mình đi. Thôi ba người đây. Anh cũng phải nhảy xuống các bạn. Đi. Ok, thôi phải đi xuống. Úp mặt vào đất tí ngất luôn. Có dòng suối này các bạn ơi. Ok, dòng suối này có gì mà khó. Mình đã vượt qua dòng suối rồi. Anh cũng vượt qua dòng suối rồi. Bạn soi gì đây? Nãy giờ bạn soi. Bên Thành ơi, em mua hẳn 2 mạng. Em sợ chết thế hả? Ừ. Ê, có ai kìa? Có ai đến đây á? Đâu? Để chú lục cận đây. À, chú bảo vệ. Người trông coi khu vực này sao á? Đúng rồi. Chú ơi, bọn cháu bị lạc đang cháu cả... tên là ốc xinh gái. Chú có biết ốc xinh gái không? Chính là một YouTuber số 1 Việt Nam. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Chú ơi, YouTuber. Còn đây là chú YouTuber ốc ngóng ơi chú ạ. Đây là Bê Quỳnh Thành YouTuber thứ best Việt Nam. Thứ best thì các bạn phải bình luận dưới là Bê Quỳnh Thành đẹp trai YouTuber số 1 Việt Nam nhé. Đây rồi, chúng là chúng cháu. Chúng cháu là bây giờ chú đang đi điều tra đấy. Nơi sau khi mà tiếng sấm phát ra đấy. Tiếng sấm phát ra, ở đây có ma à chú? Rồi bây giờ chúng cháu biết phải đi đâu đây chú ơi. Đúng rồi. Chú bảo là để chú nghĩ xem nào. Chú nghĩ nhanh lên, tụi cháu còn về. Bây giờ tụi cháu lạc đây, tụi cháu sợ lắm. Chú sẽ đưa mình đến đâu ấy nhở?
Đến đâu à chú? Đến đâu, đến đâu bây giờ mới biết này. À, chú đưa mình một phát ra. Ô, khu vui chơi. Yeah, wow, cháu cảm ơn chú. The show. Yeah, thế là thay vì phải chú tôi dùng, bây giờ tụi mình có thao đồ chơi, khu vui chơi, mọi thứ để chơi, trò chơi ở đây luôn. Cháu chào chú mãi yêu. Người này bán cho tôi vé đi. Hả? Nhiều nhiều vé càng tốt. Ê, không đi về ốc. Về làm kem gì? Không có ai bán kem, định ăn kem nhưng không có ai bán kem. Đây này, bạn ấy đi vào đây này. Đâu rồi bạn ơi? Bạn ấy enjoy the show. Wow, chú Hề nè. Chú Hề bảo gì đâu? Chú Hề bảo là chú Hề bán nước ấy. Đâu nước đâu chú Hề? À, nước bằng thùng ấy à chú? Đấy, chú bán cho mình nước rồi đây này. Đây, cầm tay này. Chú bán cho ảnh xô nước các bạn. À, đâu lon nước. Ê, bảo ngô này, không lấy vào được. Luôn. Gì đây? Ôi. Ê, nhìn nè, xem siếc đi. Xem siếc luôn các bạn ơi. Yeah. Chú Hề này là siếc làm siếc luôn. Yeah, chú Hề diễn đẹp quá ông ơi. Chú Hề nhảy như con điên. Chú Hề cười he 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 he. Hãy bắt đầu buổi trình diễn của ta ngày hôm nay. Yeah, các cô bé diễn và đi chú Hề bé ơi. Yeah. Chú bắn pháo luôn. Pháo đầu Hề. Ha ha, buồn cười quá. Pháo tên là bo bo. Pháo bo bo. Thật là nhạt nhẽo chú Hề ơi. Rồi chú hỏi có vui không mà cháu chưa thấy vui lắm, vui nhạt bình thường. Nhạt quá chú ơi, có cái loại gì mà biến đầu người bây đầu giờ, lợn bây đâu chú. Bây giờ bắn nè, bây giờ bắn nè, đếm ngược bây giờ bắn nè. Đi rồi, đấy, nổ luôn. Chả thấy vui gì, thấy quá bình thường. Ờ, Bên Thành đi đứng gần đấy nguy hiểm đấy. Không sao đâu, anh đứng đây xem cho nó gần đấy, cho các bạn xem cho nó hay. Ờ, chú này diễn thấy nhạt tuyệt. Nhạt nhỉ, các bạn nhỉ, đây anh chiếu thế luôn rồi. Thế mà vẫn cứ cảm thấy là hay. Bị điên à? Vẫn cứ cảm thấy mình diễn hay ấy. Tưởng là cảm em vẫn cảm thấy hay thì anh cũng đến chịu. Ô, xì khói kìa. Ừ, xì khói à. Bobo thì rất là tử tế với mọi người bởi vì đã được training chuyên nghiệp rồi, được dạy chuyên nghiệp rồi. Ok, ô xì khói cái gì kìa. Có à? Một đứa tên là Bobo. Anywho, anywho. Ê, bây giờ sao lên? Ừ, anh ai bảo anh nhảy xuống. À đây đây, đi lên được. Đấy, có cái lối lên đấy. Ui, bạn trẻ em này rất là thích xem nha. Có một con bo bo các bạn ạ. Bo bo. Bo bo. Diễn siếc hay là kể chuyện ma vậy? Không, bo bo là cái con trong lồng kia sao ấy. Đâu? À, để ra xem nhé. Mình sẽ chạy ra chỗ đấy xem con bo bo của ông này là cái gì. Đúng rồi, mình nghĩ con bo bo là con đấy các bạn ấy. Chứ con bo bo là đâu? Ê, có ngà. Trông con voi á. Hãy chuẩn bị tinh thần xem màn biểu diễn La La The Jester. Voi ơi, voi đây không có gì cả. Ôi giời ơi, anh giới thiệu nhiều thế nhở. Bốc vé đi thôi diễn đi ông ơi. Không, tôi bỏ về đấy. Mang ba con khỉ trong khi vẫn đạp xe hả? Khỉ đạp xe. Tự thăng bằng hả? Ốc đu dây điện. Ok, xem nha các bạn. Xem nào. Đâu? Tại sân vận động Sub D, Sub A, hôm nay có tiết mục tào lao. Ủa? À đây. Cái gì đấy? Cái gì rơi luôn rồi. Khỉ đang đu dây đứt dây các bạn ạ. Khỉ ngỏm luôn. À khỉ ơi. Rơi chấn thương sọ não. Ôi khỉ ơi. Thế mà nó làm ảo thuật, tôi làm sao bớt diễn đi. Ôi giời ơi. Trời ơi. Thế bây giờ làm gì nữa? Rơi cái đầu luôn ra kìa, kê quá ông ơi. Ôi kìa kìa. Ê, ông bảo gì ấy? Ông ấy bảo là có một cơ hội cho đứa trẻ con nào lên kia diễn xiếc rồi. À, bị chọn à? Wait a minute. Who are you? Cái gì đây? Cái gì đây? Cháu không muốn diễn xiếc đâu, chú ơi. Cái gì đây? Tha cho cháu. Thôi chú vào. Cái gì ấy? Ôi trời ơi. Máy gì ấy, trông vô máy. Máy nhảy. Hả? Hả, cái gì đâu? Em không biết. Ồ, nó giật giật em. Ôi, ông ơi, em bị làm sao ấy. Em ngất. Vâng, nhảy đi, nhảy đi kìa. Nhảy đi. Rồi ông ấy bị điên rồi ông ạ. Ông này ông ấy làm sao không? Biến mình thì hai đứa điên khùng thì nhảy đây. Không rồi, ông ấy còn khen mình là mình sinh ra để nhảy múa mà. Mình có năng khiếu các bạn ạ, tuyệt vời. Gì ấy? Ôi trời ơi. Ông bắt đi diễn siêng các bạn ạ. Nhảy qua vòng lửa. Hảo ơi.
Cháu có biết điên rồi, điên rồi, điên rồi. Nào Bêu Quy Thành, vào việc đây. Ok, nhảy qua vòng lửa. Ê, nhảy nhảy kiểu gì? Đấy, chết tôi rồi đây này, em đi một mạng rồi đây này. Nhảy qua vòng lửa, đây là tiết mục Bêu Quy Thành nhảy qua vòng lửa. Quay, cháu diễn hay nhất, thưởng cháu 1 tỷ đô. Đây, cháu cũng về, cháu diễn hay hơn. Hay về sau rồi hay hơn. Rồi, cái gì đấy? Nó hỏi là có nóng không? Nóng chứ. Bây giờ nóng thì hãy xuống cho nó đỡ, cho nó đỡ đỡ nóng, cho nó rét. Ôi, con cá mới lại đình ba của Aquaman à? Aquaman đâu đây hả? Thoát khỏi Long cái Vương bể à? Nước, thoát khỏi bể nước nhá. Ok. Và đừng có là đời làm động đậy con cá đang ngủ nhá. Ok luôn. Đây, phải đi lên trên này. Cái gì vậy? Nước chảy xuống à? À, nước chảy các bạn ơi. Ôi giời ơi, chết tòi rồi. Đồ ăn hại. Lên được rồi. Hay quá, ta là người hay nhân trên đời. Bên mình chơi hay đấy. Trời, anh sinh ra để diễn siếc. Cháu diễn hay quá, chú tí phải thưởng cát xê cho cháu 1 tỷ để cháu về mua đồ bút. Chú thưởng cho cái bánh pizza. Kìa. Cái gì đấy? Cái gì đây? Né đi ông ơi, chúng mới đi đây. Chúng mới bay vào thẳng mồm. Tuyệt kỹ, lúc tung chân trước. Đây về pizza bắt đầu. Tôi mà. Đây đây, ui. Trốn sau này, anh nghĩ là ok nhất. Không ok đâu ơi. Đi anh, gần đi luôn rồi. Gần đi anh rồi. Ê, em thoát rồi, thoát rồi. Thoát rồi à? Ê, are you alright? Alright. Ok. Ui. Bạn ơi, ôi bạn. Ê, bên Thánh ơi, mình nên chạy đi thôi nhỉ? Sát nhân đó. Chết rồi. Ê, cái gì đây? Ở góc nhìn nào đây? Nó bảo là ôi kinh dị quá. Sợ vãi. Ôi, nó cười. Ôi! Người bị nhốt vào đây rồi. Em không có đèn nè. Em đâu? Ông ơi. Ê, anh Bêu Quy Thành ơi. Đây. Tha cho cháu. Chú ơi, tha cháu. Bắt ông ê. Thịt ông ngoan hơn cháu 1 năm không tắm rồi. Đi cháu hôi lắm. Ông bảo gì không? Ông bảo là mình sẽ được an toàn. Trông không an toàn lắm ông ạ. Ê, trông như quỷ á các bạn ạ. Dưới kia là ai? Nếu không thì hay là cháu chơi với ta không? Chơi. Cháu kìa, chơi đâu người đi. Cháu chơi. Cháu chỉ cần thoát ra đây được. Nhưng mà đôi khi thì chết lại tốt hơn. Ê, thế không được. Chú ơi, thôi cháu chơi để sống chứ. Thôi, đừng bắt cháu. Nhưng mà ta rất là yêu Bêu Quy Thành, rất là yêu. Cháu không cần ai yêu hết, cháu không thích yêu. Đừng yêu cháu, yêu ông à. Ông ấy cười hà hà. Ê, làm sao thoát ra được ông ơi. Đạp đi ông ơi. Ơi, cháu không muốn đi ảo đâu. Ui, nhìn mặt ốc trông kinh đấy. À, nhìn mặt bạn này trông kinh quá. Mặt kít thì trông kinh quá. Này đi ông ơi. Này đi. Ê, được rồi. Thoát ra rồi. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái chìa khóa. Đây đợi anh với. À, lâu thế. Đây. Chạy đi. Ai đây? Chìa khóa đây đúng không? Ui, đúng rồi. Em không lấy được là sao? Không lấy được ông ạ, thôi đi. Ui, chém đầu mày chém luôn đi. Vậy, mèo khổng lồ. Ông ơi, bắt người ta diễn xiếc ở đây hả? Ê, chìa khóa lấy đâu? Chìa khóa đâu, cửa đâu mà chìa khóa. Đây không đi được các bạn ơi. Thấy mỗi chìa khóa ở đây. Lồng nhốt người này. Pháo ơi. Ê, cứu bạn này được không? Cứu làm sao được, hết cứu rồi. Đây làm gì ở đây? Lấy chìa khóa ấy. Chìa khóa để mở gì? Chìa khóa này không mở được. Không phải lấy chìa khóa này đâu. Thế thì chạy. Không đi được này. Tìm lối đi ông ơi. Mà lấy kiểu gì ấy. Đây có thang không ơi. Đâu. Đây. Phải không? Không lên được. Không lên được.
Nhảy lên đây. Ờ em lấy chìa khóa rồi này. Đấy đâu, lấy kiểu gì? Đây. Thế gì à? Ừ đây này. Rồi, đi mở đi. Mở chỗ nào? Không biết. Mở cho bạn này xem được không? Không, phải có cái ổ cơ. Ui cái gì đấy? Đấy cứu bạn đấy rồi. Ừ, bạn lấy chìa khóa cứu bạn đấy. Bạn ơi bạn trốn, có sao không? Trốn. Bạn bảo trốn ở đâu? Trốn đâu? Chúng ta trốn đâu? Tôi không biết. Chúng ta phải tìm xung quanh bất kỳ một điều nào để trốn. Ê, đi trốn. Đi theo bạn đấy ông ơi. Anh nghĩ bạn ấy biết đường. Cái gì ai ba? Bạn có biết đường thật không đây? Đâu rồi? Đâu? Đấy, đèn đây. Đây. Đây, có cái cột đây các bạn ơi. Ê, mọi người ơi, trên này này, có chỗ để chúng ta vượt qua được này. Đây. Ê, bạn ơi. Cái gì đây nữa? Cái gì đâu? Ta đang làm gì đây? Có một bức tranh vẽ một khuôn mặt. Điều trộm kinh lắm ốc ạ. Đây như kiểu cái quan tài này. Ui. Cái gì nói đi? Ui cưa! Cưa người! Ôi trời ơi! Ôi dồi ôi, có cái gì nữa, có người nhân vật mới xuất hiện đấy. Ôi chạy đây được chưa? Có chạy được chỗ nào không? Cái gì vậy? Thì thào. Chúng ta cần phải tránh nó bây giờ. Tại sao mẹ lại hỏi tôi? Tôi không chắc nữa. Chạy đâu? Có cái gì đấy ở đây, phải có cái gì đấy ở đây. Tôi chạm đây, tôi không biết. Ê, Bình Thành ơi, em nhìn thấy nó rồi, đây này. Nó dưới chân anh này, nhìn xuống. Đâu? Bình Thành không nhìn thấy nó, mình góc nhìn của mình nhìn thấy các bạn ạ. Đi ra. Đấy, các bạn nhìn thấy đây nha, nó đây nha. Đấy. Giờ sao? Đây, thấy nó rồi, đây. À, con chó. Nhưng mà giờ sao? Không biết nữa, uống nước cái đã. Bây giờ làm sao mọi người ơi? Anh lấy cưa rồi. Lấy cưa. Bây giờ chúng ta đi tấn công nó đúng không? Sử dụng nó để cắt túi cát. Đây, cắt túi cát đây này. Đây, ok bạn ơi. Nó đang đứng dưới đúng không các bạn? Đúng rồi. Rồi. Cắt đi. Đây, ngay dưới túi cát nha các bạn. Cắt đi. Mình sẽ cắt túi cát này phát là rơi vào đầu luôn. Ừ. Mày. Cầm cưa chưa? Rồi. Rồi, rơi đầu nó chưa? Chưa? Thằng này ngất trên đất rồi, ngất rồi. Ui giời ơi, rơi vỡ đầu luôn, chuột đến gặm luôn. Này dọa trẻ con đấy. Về. Cái gì đấy, lại cái gì đấy? Gì đấy bạn ơi? Kít, hãy để ta ra khỏi đây. Ui ôi, không. Ông này à? Ông này à? Ông này nói này. Ôi dồi ôi. Để cháu cưa ông nhá. Cưa đi. Cưa được không? Ê điêu thật đấy, có cưa không cứu được ông này luôn. Vậy thì không phải cưa rồi. Bally, giúp tôi thoát khỏi đây. Thế thì dao kéo gì đấy thôi. Chúng ta hãy giúp ông đấy. Ok. Bởi vì ông ấy biết cách thoát khỏi đây. Thoát khỏi giạp xiếc. Đúng rồi. Chỉ cách là cứu ông này thôi. Bê Quy Thành hãy đưa nó cái cưa Bê Quy Thành. Ok. Đấy cưa đi bạn ơi. Đấy rồi. Cứu được ông này rồi. Cứu được rồi. Ui. Cho nó một ít để nó thở đã. Một ít thời gian để thở đã. Hết hơi à? Hết rồi, sợ quá hết rồi. Okay. Voi à? Người voi các bạn. Nó dẫn mình đi đâu đây? Nó sẽ liên lạc với cảnh sát các bạn ơi. Ê, trông mặt nó không uy tín đâu nhá ốc ơi. Ừ, nó này giống mặt này trông hơi ghê đấy. Đi. Rồi, cứ đi. Ông đi trước đây, cover sau cho. Đây, em đi trước đây. Anh nhìn đằng sau, thấy cái gì anh báo mọi người cho nhá. Ừ. Anh cực kỳ quan tâm đến mọi người đấy luôn. Có một ngôi nhà đấy các bạn ạ. Ê, nhà bỏ hoang. Ôi, à? Nhà này có đánh dấu thi thể này. Đây có một vụ gì đấy gọi là án mạng đây các bạn. Cái gì đây? Ông này đang truy cập máy tính cái thứ này. À, ông bỏ mặt nạ rồi các bạn ơi. Ông gọi cảnh sát thật ư? Chắc là gọi cảnh sát không? 911, gọi 911. Gọi. Ui, nhìn mặt ông ấy kìa. Nhìn mặt ông ấy ghê quá luôn đấy, bị tra tấn quá khổ luôn. Ôi, chúng tôi đang bị tấn công bởi một tên giết người. Địa điểm là gì? Địa điểm là ở công viên Portwood. Hãy ở trong này, đảm bảo rằng cửa đều khóa. Ok, cửa khóa hết rồi mà. Và đội SWAT sẽ đến. Rồi, thế là vẫn chưa xong đâu các bạn ạ. Anh nghĩ là con kia nó vẫn sẽ đến đấy. Nó chưa xong đâu, còn chú Hề nữa mà. Bây giờ phải làm sao?
Nhanh lên, chúng ta phải chặn cửa này. Ông ấy đẩy sofa đi, chặn cửa này. Ok, chặn cửa đi. Ông ơi, em mộng năng nặng mông nhất, béo nhất, em đứng đấy chặn là bảo là không ai đẩy được vào luôn đâu. Đây, em ra đứng như này này. Đẩy 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 đâu? Đây, đứng lên ghế còn đi. Còn một cái ghế nữa nè, có cái cửa nào nữa không? Đây đây đây. Ê, sao bạn ấy đi ra ngoài? Bạn đi vào trong, bạn lấy cái gì ấy? Ê, không đẩy được cái ghế này vào à? Đóng cửa vào. Đấy, đóng cửa, bây giờ bạn đẩy ghế này. Ờ, đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi. Tớ đẩy với. Đấy, bạn này đẩy, bạn này đẩy. Ok, ok, ok. Rồi, chặn được cái cửa đó các bạn ơi. Cái gì đây? Căng quá nhỉ. Ê, ông vừa xuất hiện, ông thấy không? Ờ, nó nhấp nháy này. Ôi, cái gì đây? Toàn súng. Cái gì tự nhiên cầm sạp beng đây? À! Ôi giời ơi, em không có vũ khí đâu nhá. Đằng sau bên cái thành đằng sau lưng. Ôi ôi. Ôi. Toàn giáp xiếc à? Ôi. Ôi trời ơi, thế tự mình là khóa cửa nhà mình rồi. Ôi, nó bắt hết bỏ vào đây rồi. À, nó trói bằng xích à. Ông này ông sợ quá rồi. Hỏng rồi. Ôi giời ơi. Ôi. Tha cho cháu. Để cháu còn làm video, cháu hứa sẽ không nói chuyện này ra cho ai. Bạn nào muốn cứu mình phải bấm like thật nhiều, bấm bình luận dưới là cứu bê cái này vào cả. Được rồi, nhìn kinh quá các bạn ơi. Tha cho cháu đi. Ui, bạn đồng hành với mình hy sinh rồi. Ui, nó làm gì đấy? Nó có đồng múa. Nó bảo mình là mình đã làm tổn thương cảm xúc của nó và nó không chơi với mình nữa đâu. Nó có làm gì đâu. Chưa động vào đâu, đã chạm vào đâu. Trời ơi, đã làm rồi. Gì đâu. Chết rồi. Ôi, hey, anh ơi, tha em. Ôi, Bình Quỳnh Thành ơi, em bị điên đi rồi. Ôi, ông ơi, ông ơi. Còn cái gì? Ôi giời ơi, chết rồi, ông rồi. À, anh kia cứu, anh kia cứu rồi. Ông ơi. Ôi. Cái anh đầu voi mới cứu mình rồi. Ừ, bây giờ anh này sao đây? Ơ? Ủa, cái gì đấy giật quay cái gì ấy? Gì ấy? Lót đã bảo vệ chúng ta. Ở đây anh Lót. Cảm ơn anh Lót nhá, em sợ chảy hết cả nước mũi rồi. Damn. Được về đâu anh? Anh này đã cứu ông đấy. Tí nữa thì ông bị bỏ vào lò các bạn. Đây, xem bản đồ rồi. À, gọi cho cái người trông giữ ở đây các bạn, người bảo vệ ở đây. Cái khu công viên này. Team thì nghĩ là dễ chết. Mr. Ranger, chúng ta cần sự giúp đỡ, chúng ta cần sự giúp đỡ của ông. Này đây mọi người ơi. Đội SWAT xa quá. Ôi, có ai đó gõ cửa. Lại. Ông đấy, chạy đi. Chạy đi ông ơi. Ôi, em chết. Hồi sinh hai mạng. Một mạng thôi. Em hãy hồi sinh hai mạng. Phải vì hai mạng các bạn. Đây à? Qua chưa? Qua rồi à? Xong. Qua rồi. Ông cũng ngỏ ạ. Ông ngỏ rồi. Nó chạy qua này. Chạy vào trong nhà. À đâu, không phải nó, ông này thử quấy vật chạy qua mình cơ. Riêng ông giúp mình đó. Đúng rồi, tuy mặt hơi ghê nhưng mà đã giúp mình cứu mình đó các bạn ạ. Ui, nó lại dí đến đây rồi này. Ôi dồi ôi, chạy đi. Ui, ông ấy lại bổ vào các cửa rồi. Gáo thật thà, cười vào mặt mày này. Ôi. Ui, ra đây, bên cái thành ơi, ra đây. Cái gì ấy? Ủa ôi, cái gì đấy? Ông này, thằng này có súng, bên cái thành ạ, thằng này có súng. Ui, nó bắn ông này ngỏm ơi. Cái gì ấy, chạy đi ông ơi. Hỗn loạn quá. Đi. Ui, nó đấm em, bên cái thành ơi, nó đấm em. Đây chạy cho anh này có kiếm không ơi? Cho anh có kiếm. Có kiếm à? Không, anh à. Chém nó đi anh ơi, có kiếm mà. Cái gì anh chạy không quẹ à? À, ta rồi em anh ơi. À. Không ơi, về nó chạy đúng không? Đội SWAT đến rồi, đội SWAT đến rồi. Đâu SWAT đây, SWAT chạy đây. Chạy ra ngoài đi, chạy ra ngoài kia đi, chạy ra ngoài. Bọn hề điên. Đạo lại để dụ thôi, cho SWAT bắn SWAT đây. Rồi. SWAT bắn hại bọn nó luôn, ôi giời ơi. Đây đây, em đang ở trong xe SWAT, em sợ quá. Cảm ơn anh SWAT nhá. Ủa, căng quá ông ạ. Căng quá. Ôi, còn con em mua tận 2 mạng đấy. Đây, rồi xong luôn.
Rồi mày sao? Ủa, may quá. Mày sao? Bọn mình thoát rồi. SWAT đã tiêu diệt tên hề còn lại. Không. Nó bảo là nó mày có tò mò về điều gì xảy ra tiếp theo không? Hả? Gì đây? Cảnh sát đã chấm đến dứt và bao vây cái khu, đóng cửa khu xiếc này, này rồi. Rồi xong rồi. À, chia buồn, người bạn của mình đã bị đóng hòm cơ. Người bạn áo hoa. Áo hoa, áo xanh. Xin vĩnh biệt bạn nhá. Tin tức đưa tin nữa là về một tên hề và ông ấy, cái con thú ông này nghĩ là điên. Mình đã nổi tiếng ấy. Ông này còn thích thế cơ các bạn ạ. Thích mình nổi tiếng, phát rồ và muốn mọi người biến thành đồ chơi, biến thành những con thú để ông ấy bắt làm đồ của ông này, này vẫn còn đây này. À, xong rồi, ông còn nguyên ra, team luôn. Chuyển sang khu khác các bạn ạ. Thôi nha, nếu mà bạn nào mà đi cắm trại mà đi một mình thôi bỏ đi nha. Rồi, ông này có sở thích rất là ghê các bạn, bắt người để làm động vật diễn xiếc. Tí nữa thì em bị nướng. Rồi các bạn ơi, vậy cho video ngày hôm nay tụi mình đã trải nghiệm xong tựa game khá là ghê với một tên hề khá là ngơ ngẩn. Bắt đúng tụi rồi. Mình diễn xiếc không được thì truy sát tụi mình. Nhưng không sao, tụi mình đã chạy thoát nhờ biệt đội SWAT đến cứu viện bắn pang pang bắn nó đi đời. Dạ. Trong những lúc đấy đôi khi chết hơi ngu các bạn thông cảm. Bạn nhớ bấm like video và đăng ký kênh để nhiều. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại bạn Viền sau nha. Mãi yêu, bye bye.